just you and I. And everything is so, thing is so. So call me out, babe. Call me up, baby. Together we can go crazy. You and me in the night. I'm feeling alright. Now I got you in my mind. So call me up, baby. Together we can go crazy. You and me in the night. I'm feeling alright. Now I got you in my mind. Keeping up with steps I take, so we just dance alone. Yeah, we dance like no. Đối với gia đình nhà hai chúng tôi, vừa rồi là chúng ta đã chứng kiến cái lễ ăn hỏi của hai con. Cho phép bác là bác của cháu Cốc, muốn nói với Thu Hằng rằng chắc chiêu từ những ngày xưa mẹ nuôi anh lớn bây giờ phần em thương yêu nào phải quý mãi nào. Và hôm qua tôi có xuống Minh Hằng có Thu Hằng có nói với tôi thế này: nếu hôm nay ở cái ngày đón dâu, bác phải nói một con rằng nếu anh tiếp nhận lời kia. Và quý vị có biết là Minh Công nói với Thu Hằng thế nào không? Anh không biết nói gì hơn được nữa, mà chỉ biết rằng anh rất yêu em. Với tình yêu anh không cần lời hứa, mà chỉ cần ngọn lửa của lòng tin. Và xin phép bố mẹ của hai cháu cũng như vị đại diện nhà gái cho vài phút nữa cho chúng tôi được phép đón cháu Thu Hằng về làm dâu con của gia đình nhà chúng tôi. Và cũng nhân tiện đây chúng tôi xin trân trọng kính mời các vị đại diện cho gia đình nhà gái hãy về nhà trai với chúng tôi. Và 17 giờ chiều hôm nay chúng tôi cũng mở tiệc, vâng, đại tiệc để mừng hạnh phúc của hai cháu. Xin trân trọng cảm ơn.